con thường hay dỗi hay giận hơn, hay khóc nhè, hay ăn vạ mà nào có biết những ưu phiền trong lòng mẹ. Chờ ngày con lớn khôn trưởng thành và thật hạnh phúc. Dù đường đời khó khăn chông gai, mẹ luôn yêu bé con của mẹ. Đừng lo lắng chi và hãy nhớ học hành chăm ngoan và đừng làm mẹ cầu nhé. Hơi nhóc con yêu thương, môi xinh xinh mắt hay cười duyên. Mẹ yêu con nhất vũ trụ luôn, tuy hay mang về cho ăn đòn nhưng mà con là cả thế giới đó. Hơi bé con thơ ngày, mẹ chỉ ước mong con thành công và hạnh phúc luôn đến bên con. Yêu lắm bé con của mẹ. La 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 la. Cười duyên, mẹ yêu con nhất vũ trụ luôn. Tuy hay mang về cho ăn đòn nhưng mà con là cả thế giới đó. Hơi bé con thơ ngày, mẹ chỉ ước mong con thành công và hạnh phúc luôn đến bên con. Yêu lắm bé con của mẹ. Chúng ta thì cũng đã thấy là Bình An năm nay có những cái vai diễn nó rất là khác so với những vai diễn trước đó. Năm nay thì bạn được làm một ông bố với bà mẹ trẻ Quỳnh Lương, và lại còn được đóng cặp với cả Hoàng Huyền trong Mặt Nạ Gương nữa. Giữa hai cái người phụ nữ đứng cạnh mình thì bạn thấy mình ăn ý với ai hơn? Thực ra thì em thấy là diễn viên ý, thì bạn diễn nào mình có thể ăn ý được. Nhưng mà diễn với Quỳnh thì em đỡ bị mỏi cổ hơn này bạn. Diễn với Huyền lúc nào em cũng phải cúi xuống chẳng hạn. Không biết là cái gọi là một chút cái hạn chế chiều cao ấy nó có làm cho mình kém tự tin khi tham gia những bộ phim của VFC không? Có chứ ạ. Thực ra là không phải khi mà đóng phim thì cái hạn chế này của em mới làm cho em tự ti đâu, mà trước đấy rồi. Nhưng mà khi mà em đi đóng phim thì em được tham gia những bộ phim thì chú đạo diễn có nói với em là mình là diễn viên và cái việc quan trọng nhất của mình là tập trung vào diễn xuất. Khi mà mình làm tốt thì những cái hạn chế của mình nó sẽ được bù đắp bằng cái khả năng của mình. Nên là em nghĩ là chiều cao của em thì sẽ không thay đổi được, nhưng mà có một cái có thể thay đổi được đấy chính là khả năng của mình, thì em sẽ cố gắng hơn để lấp đi những cái hạn chế mà bản thân đang có. Vâng, ngày hôm nay chúng ta đang gặp gỡ nhau trong một cái dịp đầu năm mới, và tôi rất là muốn mỗi bạn có thể dành một cái lời chúc nào đó cho khán giả truyền hình. Năm mới thì em kính chúc tất cả khán giả một năm mới luôn an khang thịnh vượng, và một cái quan trọng nhất đấy chính là luôn giữ cho mình được một cái năng lượng tích cực trong công việc và trong cuộc sống. Còn em thì em xin chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe này, hạnh phúc vô biên này, tiền tài thì như nước, và đặc biệt là luôn bình an. Tôi chợt nghĩ bây giờ là câu chúc của mỗi người làm sao có tên của mình dính ở trong đó. Đấy, thử khó thách nhờ. Nó là như thế đấy. Ôi như thế khó nhá. Rồi em hy vọng là năm mới thì mọi người luôn có nhiều lương ở trong cái tài khoản của mình đầu tháng cuối tháng. Và em nghĩ kiểu có một điều mà kiểu cho đến bây giờ là em hơi bị sợ Tết, là em thấy một năm qua của mình trôi qua quá là nhanh. Và em nghĩ là ở đây cũng có một số bạn sẽ cảm thấy, có một số người cảm thấy là thời gian trôi qua rất là nhanh, có những việc mình chưa làm được, nhưng mà không sao, năm mới đến thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình và nhiều lương trong tài khoản. Vâng, bây giờ thì xin mời Việt Hoa. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì Việt Hoa chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an, và cuộc đời luôn luôn nở hoa và lúc nào cũng tươi như hoa. Trước đây thì Trọng Lân đã từng làm những cái dạng vai là đẹp trai mưu mô xảo quyệt rồi. Sau này mình mong muốn Trọng Lân sẽ có những dạng vai là cũng đẹp trai nhưng mà có một tình yêu gì đó sướt mướt một chút. Và hy vọng là quãng thời gian mình hoạt động nghệ thuật, làm nghệ thuật thì sẽ được mọi người đón nhận. Chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui. Ăn gian nhở, bảo là chúc khán giả quay ra chúc mình. Nhưng mà thôi, chấp nhận. Vâng, bây giờ xin mời anh Đào ạ. Tôi nghĩ là cũng không quá khó với bạn. Thực ra thì em thấy mọi người chúc rất là nhiều câu hay rồi, thì em cứ đi thẳng vấn đề ạ. Anh Đào chúc mọi người năm mới, Đào đâu chúng đấy.
Vâng thưa quý vị, như vậy là các diễn viên trẻ của chúng ta họ đã dành lời chúc đầu năm mới một cách rất đặc biệt cho quý vị khán giả truyền hình. Và có lẽ là bản thân khán giả cũng sẽ dành lại một lời chúc cho tất cả các bạn. Chúc cho các bạn sẽ tiếp tục với cái tình yêu nghề và đem lại những vai diễn cống hiến hơn nữa cho khán giả truyền hình. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.